Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sau hơn một tháng xác minh, kiểm tra những nội dung tố cáo của vận động viên Phạm Như Phương về vụ việc thu phế, tiền thưởng và khai khống tiền công tập luyện tại đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao ông Đặng Hà Việt cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao ông Đặng Hà Việt cho biết đã hoàn thành báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan tới tố cáo của vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương và gửi tới Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong ngày 1 tháng 3. Theo báo cáo, Cục Thể dục Thể thao đã cho dừng công tác huấn luyện đối với 4 huấn luyện viên gồm Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Ngân Thương. Vận động viên Phạm Như Phương đã tố cáo có sai phạm trong việc chấm công các ngày Chủ nhật nghỉ lễ. Cụ thể, những ngày này, vận động viên, huấn luyện viên vẫn được chấm công dù không tham gia tập luyện. Khoản ngày công Chủ nhật vẫn được thanh toán cho các vận động viên, họ nhận 50% và 50% còn lại được huấn luyện viên thu. Sai phạm chống công có liên quan tới hơn 40 vận động viên và huấn luyện viên, vì vậy ngân sách chi cho ngày công chủ nhật đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trong báo cáo của Cục Thể dục thể thao gửi Bộ Văn hóa, Truyền thông và Du lịch, tổng số tiền được xác nhận chi cho ngày công chủ nhật là hơn 200 triệu đồng. Huấn luyện viên Nguyễn Hà Thanh, Nguyễn Thùy Dương liên quan tới tố cáo của vận động viên Phạm Như Phương về việc thu 10% tiền thưởng huy chương và 30 đến 50% tiền thưởng nóng thời gian làm công tác huấn luyện tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội. Còn huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Ngân Thương liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, chấm công ngày Chủ nhật và ngày lễ, cũng như việc lập ra các khoản quỹ trái phép trong đội tuyển quốc gia. Hiện huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Thúy thuộc đơn vị chủ quản Hải Phòng, còn các huấn luyện viên Nguyễn Hà Thành, Nguyễn Thùy Dương, Đỗ Thị Ngân Thương thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội. Hiện tại, Cục Thể dục Thể thao đã điều chuyển bà Phan Thị Hà Thanh tạm thời giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ thể dục dụng cụ quốc gia ngoài ra trong báo cáo gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch cục thể dục thể thao đã đề xuất bộ thành lập đoàn kiểm tra về công tác quản lý các đội tuyển tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia hà nội nhằm đảm bảo tính chính xác khách quan công khai minh bạch Đồng thời, phía Cục Thể dục Thể thao sẽ tiếp tục khẩn trương giả soát và bổ sung các quy định về việc quản lý, chấm công tập thêm các ngày Chủ nhật, ngày lễ đối với các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, xác minh làm rõ số lượng vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ nữ quốc gia và các đội tuyển khác nếu có trong các buổi tập các ngày Chủ nhật và ngày lễ trong các năm 2021, 2022 và 2023. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện đang điều trị cho nhiều bệnh nhân bị gãy cột sống do tai nạn trong lúc hái tiêu. Một trong những bệnh nhân nói trên là chị Phùng Thị Liên, sinh năm 1986, trú tại xã Quảng Phú, huyện Crono, tỉnh Đắk Nông. Cách đây khoảng một tuần, chị Bắc Thang leo lên hái tiêu trong diện tích dãy của gia đình. Trong lúc đứng trên thang hái tiêu, không may thang bị trượt, khiến chị Liên ngã từ độ cao 5 mét xuống đất. Ngay sau đó, chị được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng đau buốt, không cử động lưng được. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị Liên bị gãy hai đốt sống và được chỉ định phẫu thuật để xử lý vết thương và điều trị kịp thời. Tương tự, chị Hoàng Thị Nhung, sinh năm 1972, trú tại thôn 13, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc, cũng không may bị té ngã trong lúc hái tiêu. Chị Nhung chia sẻ: "Hôm đó tôi đang ngồi trên ngọn thang cao 3,5m để hái tiêu thì thang bất ngờ bị nghiêng một chân ngã ra ngoài. Lúc này tôi bị té xuống đất, dẫn đến khó thở, đau buốt, bị tê cột sống, hai chân và không nói được." Thấy vậy, những người đi làm cùng đã gọi cho người nhà đến đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị gãy một đốt sống, chèn ép tủy và được chỉ định phẫu thuật gấp để điều trị kịp thời. Hay đó là trường hợp của bà Võ Thị Huệ, sinh năm 1967, trú tại xã Ea Drương, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, bị dập hai cột sống sau khi té từ trên thang xuống đất. Bà Huệ nhớ lại, vào ngày 23 tháng 2, trong lúc trèo lên chiếc thang cao 3 mét để hái tiêu trên dãy của gia đình thì luồng gió lớn bất ngờ kéo đến, khiến chiếc thang bị lật ngã ngửa. Cùng lúc đó, tôi bị hất văng xuống đất. Sau khi được người nhà đưa đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bà Huệ bị dập hai đốt sống và được chỉ định phẫu thuật. Bác sĩ Huỳnh Như Đồng, trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, sau khi phẫu thuật, sức khỏe của các bệnh nhân đang dần ổn định, hồi phục tốt. Các bệnh nhân đỡ đau nhiều, có thể tập đứng, tập đi lại được và không có dấu hiệu để lại di chứng. Cũng theo bác sĩ đồng cho hay, từ sau Tết Nguyên đán năm 2024 đến nay, có hàng trăm trường hợp được đưa vào bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu, điều trị do tai nạn trong lúc hái tiêu, trong đó có nhiều bệnh nhân bị gãy tay, gãy chân, vừa gãy cột sống, có trường hợp bị chấn thương sọ não. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 5 đến 10 trường hợp, trong đó có nhiều bệnh nhân phải chỉ định mổ cấp cứu để can thiệp kịp thời, nhằm ngăn chặn các di chứng. Theo bác sĩ Đồng, nhiều trường hợp sau khi bị té ngã trong lúc hái tiêu dẫn đến gãy cuộc sống nhưng không nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám, điều trị kịp thời mà ở nhà đắp lá, đắp thuốc. Đến khi được đưa đến bệnh viện muộn thì di chứng rất nặng nề, có thể bị liệt hai chân, bí tiểu tiện và đại tiện dẫn đến quá trình cấp cứu, phẫu thuật điều trị cho những bệnh nhân này gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian. Do đó, nếu không được can thiệp điều trị kịp thời nhanh chóng thì không những ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân mà còn tốn kém tiền bạc của gia đình. Từ những phân tích nói trên, bác sĩ Đồng khuyến cáo, mỗi người dân cần phải mua bảo hiểm y tế cho riêng mình để khi không may bị tai nạn vào bệnh viện điều trị, phẫu thuật sẽ đỡ tốn kém, đỡ chi phí của mỗi ca phẫu thuật cuộc sống lên đến mấy chục triệu đồng. Mặt khác, người dân cần phòng bệnh hơn chữa bệnh, người dân đi hái tiêu cần trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động để nếu có té ngã thì sẽ không để lại thương tích nặng nề, bác sĩ Đồng nhấn mạnh. Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Long Biên thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xem xét xử lý vụ bốn mẹ con nghi nhảy cầu Đông Trù, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Theo công an thành phố Hà Nội, sáng ngày 1 tháng 3, trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố tiếp nhận tin báo từ người dân về việc có một ô tô mang biển kiểm soát 88A dừng đỗ trên cầu Đông Trù nhưng không thấy người bên trong hoặc trông giữ xe. Người dân nghi có người nhảy cầu nên báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy sau đó đã điều động lực lượng cứu nạn cứu hộ và lực lượng cảnh sát 113 Long Biên tổ chức xác minh thông tin và tìm kiếm. Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định chị NTTH, chú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, là người điều khiển chiếc xe ô tô trên, chở ba con trai đến cầu Đông Trù. Sau đó, bốn mẹ con xuống xe bỏ đi. Mục đích là chị H muốn dọa chồng chứ không có ý định nhảy cầu chị H đã gọi điện báo cho gia đình chồng biết bốn mẹ con vẫn an toàn. Trước thông tin trên, nhiều người thở phào vì tính mạng bốn mẹ con không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bức xúc lên án hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của người mẹ đã khiến nhiều người lo lắng. Đặc biệt, lực lượng chức năng phải vất vả tìm kiếm nhiều giờ giữa trời giá rét. Cộng đồng mạng cho rằng cần phải xử lý người phụ nữ đã gây hoang mang dư luận. Dưới góc độ pháp lý, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư Hà Nội, hành vi của người vợ điều khiển xe ô tô dừng đỗ trên cầu, để lại thư tuyệt mệnh cũng như bốn đôi dép trên cầu là những thông tin giả. Hành vi của người vợ đã vi phạm điểm C, khoản 3, điều 7, Nghị định 144-2021 NDCP ngày 31 tháng 12 năm 2021, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, Người vợ có thể bị xử phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Ngoài ra, người vợ còn có thể bị xử phạt về hành vi dừng đỗ xe ô tô trên cầu phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, người có hành vi đỗ xe ô tô trên cầu còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Còn theo ý kiến của tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, đây là sự việc không đáng có, sẽ là bài học rút kinh nghiệm cho nhiều người khi đưa tin sai sự thật gây lo lắng cho các thành viên trong gia đình và làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, gây mất thời gian và công sức của cán bộ, cơ quan chức năng. Theo luật sư, việc quyên sinh có thể không phải chịu chế tài của pháp luật, nhưng nếu mang con đi quyên sinh, sát hại con thì đó là hành vi vi phạm pháp luật là hành vi giết người và người thực hiện hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với chế tài có thể cao nhất là tử hình nếu còn sống. Luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm, nếu vì mâu thuẫn vợ chồng mà đe dọa giết con, mang con đi quyên sinh khiến cho những đứa con và những người thân trong gia đình lo sợ sự việc có thể xảy ra thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người đe dọa đó về tội đe dọa giết người mặc dù hành vi chưa thực hiện, hậu quả chưa xảy ra. Hành vi giận cá chém thớt vì mâu thuẫn mà mang con đi quyên sinh là hành vi vi phạm pháp luật và rất đáng lên án, cho dù đó chỉ là ý định, suy nghĩ trong đầu thì suy nghĩ này cũng phải loại bỏ để đảm bảo duy trì hạnh phúc gia đình, bảo vệ tính mạng cho những người thân trong gia đình. Nếu chỉ vì những suy nghĩ không tới, thiếu kỹ năng sống mà người phụ nữ này nghĩ quẩn thì những đứa trẻ vô tội có thể chết oan, đây là điều cần phải có giải pháp để ngăn chặn, để bảo vệ trẻ em. Luật sư Cường nêu quan điểm